Khó có thể nói rằng Chile bước vào trận đấu với Colombia ở tứ kết với vị thế cửa trên, dù họ là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Thậm chí theo nhiều người, họ đã phải gặp điểm gở khi xe buýt của đội đến sân đấu chậm hơn 20 phút so với dự kiến. Nhưng họ đã tiếp cận trận đấu đúng với khí thế của một nhà vô địch. Araujo đánh đầu cận thành chất lượng, nhưng Ospina của Colombia đã có pha đổ người xuất sắc. Và chỉ vài giây sau đó, Fuenzalida tiếp tục khiến khung thành của Colombia chao đảo. Phút 16 xuất phát từ Alexis Sanchez, bóng được chuyển đến vị trí của Bocejua, một cú căng ngang xuất sắc vào bên trong, lại là Araujo với một pha tiếp cận cực nhanh. Có vẻ như bóng đã được đưa qua vạch vôi, mọi ánh mắt đều nhìn về phía trọng tài Pitana. Tất nhiên, ông sẽ nhận được sự hỗ trợ từ tổ trợ lý VAR. Và trọng tài Pitana cho rằng Araujo đã việt vị trước đó, chứ không phải là việc quả bóng đã trôi qua vạch vôi hay chưa. VAR một lần nữa lên tiếng ở Copa America, và đó vẫn là một quyết định chính xác. Những pha chống trả của Colombia tỏ ra hơi yếu ớt, trận đấu trở nên quyết liệt hơn, va chạm giữa hai đội diễn ra nhiều hơn, dù Chile có vẻ như vẫn là đội bóng nắm quyền chủ động. Cuadrado nằm sân, sau những tình huống chơi bóng quyết liệt của cầu thủ Chile, đó chính là thứ khiến những cái đầu nóng không giữ được bình tĩnh. Chile tiếp tục tạo cơ hội, Bocejua tạt bóng chuẩn xác, nhưng Maripan lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xa. Vidal có được cơ hội thuận lợi từ pha nhả bóng tuyến 2 của đồng đội, nhưng rất tiếc, hướng đi của quả bóng vẫn không phải là khung thành. Mãi đến hiệp 2, Colombia mới có câu trả lời từ tình huống đá phạt của James, nhưng có vẻ như đó vẫn không phải là những sự chống trả đủ sức nặng. Còn với Chile, họ cứ tấn công là tạo ra sự đe dọa, từ Eduardo Vargas cho đến Alexis Sanchez, họ liên tục làm khổ hàng phòng ngự của Colombia. Thêm một lần nữa, bóng được đưa vào lưới của Colombia sau một pha quăng chân xuất sắc của Arturo Vidal. Nhưng dường như lại có một điều gì đó xảy ra. Bóng đã chạm tay của Maripan trước khi Vidal tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Lại là VAR, và Chile lại một lần nữa hứng chịu cảm giác hụt hẫng. Trọng tài Pitana cho rằng đó là một tình huống chơi bóng bằng tay của cầu thủ áo đỏ, bất chấp sự phản đối dữ dội của các cầu thủ Chile. Trận tứ kết giữa Colombia và Chile kết thúc với tỷ số hòa không đều sau 90 phút. Ngay lập tức, họ bước vào loạt luân lưu may rủi, một loạt đá mà các cầu thủ Chile rất thích trong vòng vài năm qua. Colombia là đội đá trước, James tự tin đánh lừa thủ thành Arias. Nếu như trụ cột của Colombia thực hiện penalty với nhiều sự tính toán kỹ lưỡng, thì Vidal bên phía Chile hoàn toàn tự tin vào sự chính xác và lực sút của mình, một cú đá không thể cản phá. Cardona là người thứ hai của Colombia thực hiện luân lưu, cú đặt lòng chính xác làm bó tay Arias dù anh đã bay đúng hướng. Người tiếp theo của Chile là Eduardo Vargas, thêm một cú đá tung nắp lưới khác, Ospina tiếp tục bị đánh lừa. Juan Cuadrado bên phía Colombia có một phen hú vía, cú đá chìm của anh suýt chút nữa đã bị cản lại bởi Arias, thủ thành của Chile cho thấy mình có khả năng phán đoán khá tốt. Pulga bước lên và một lần nữa Ospina bị đánh lừa. Những cú đá của Chile ẩn chứa sự tự tin rất cao của họ. Mina là người tiếp theo của Colombia và trung vệ này đã đặt lòng xuất sắc để khiến cho Arias không thể có thêm một lần đoán đúng hướng. Araujo bước lên và lại là một cú đá vào góc cao. Chile quả thực là có những chiến binh trên chấm penalty, có cảm giác họ không sợ sệt một chút nào với cuộc chơi tâm lý này. Người tiếp theo của Colombia là hậu vệ trái Tecio, đã có cảm giác lo lắng dành cho cổ động viên Colombia và quả thực đó là một sự lo lắng có cơ sở. Một cú bẻ lòng ra ngoài đáng tiếc, người Colombia hiểu rằng mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay của họ. Và giờ người bước lên là Alexis Sanchez. Có vẻ số phận ở Copa America luôn ưu ái chọn anh làm người hùng. Sự bình tĩnh của Alexis như nhát dao cắt vào tim của số đông cổ động viên Colombia trên khán đài. Chile tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Ở trận đấu tứ kết cuối cùng giữa Peru và Uruguay, rõ ràng đội quân của huấn luyện viên Oscar Tabárez được đánh giá cao hơn rất nhiều, từ những thống kê của lịch sử cho đến sự chênh lệch về trình độ ngôi sao trong đội hình. Thậm chí Uruguay còn được giới chuyên môn nhận định là ứng viên số 2 cho chức vô địch chỉ sau Brazil. Họ đã bước vào trận đấu đầy tự tin, người tạo ra cảm giác ấy là Luis Suarez, nhưng tiếc rằng đó là cú đánh đầu không đủ đà. Sức ép được Uruguay tạo ra liên tục lại là Suarez với những tình huống tả xung hữu đột liên tục về phía khung thành của Peru, và khi khoảng trống mở ra với Cavani thì quả bóng đã bị đá bay lên trời. Tiếc nuối, một cảm giác của Uruguay ngay từ đầu trận. Có thể nói là thật khó chấp nhận cho hai tiền đạo chủ lực của Uruguay với việc bỏ lỡ những tình huống như thế. Ép sân liên tục, từ mọi phương diện, lần này là Nandez, Uruguay vẫn không có bàn thắng. Và đến khi lưới Peru rung lên thì trọng tài lại không công nhận bàn thắng ấy. Trước khi Arrascaeta sút tung lưới Peru, Nandez đã rơi vào thế việt vị,
một quyết định chính xác đến từ các trọng tài. Hiệp 2 bắt đầu với pha thử tài thủ môn Peru của số 10, nhưng lần này thủ môn của Peru đã đổ người xuất sắc, dù cú đá của Arrascaeta cũng chẳng tồi. Chỉ vài giây sau đó, Godin cũng đá bay lên trời cơ hội ngon ăn của Uruguay. Thật không thể tin nổi với những pha bỏ lỡ như vậy. Thêm một lần nữa, cầu thủ Uruguay rơi vào trạng thái hụt hẫng. Cavani dứt điểm và ăn mừng bùng nổ như thói quen, nhưng trọng tài cho rằng anh đã đứng ở vị trí việt vị. Cảm giác cứ sung sướng rồi thất vọng lại đè nén Uruguay. Vẫn là Cavani và Suarez, và vẫn là bỏ lỡ. Và khi Suarez làm rung lưới Peru thì VAR cũng không buông tha anh. Thêm một lần nữa, Uruguay bị VAR từ chối bàn thắng. Cay đắng, thậm chí cần phải có tính từ mạnh mẽ hơn để diễn tả cảm xúc của cá nhân Suarez và các đồng đội của anh khi đó. Sức ép cứ liên tục được tạo ra, dù Uruguay hiểu rằng cơ hội thì ngày càng ít đi. Uruguay đã chơi tấn công hay, nhưng cái duyên ghi bàn cứ lảng tránh họ. Đến tận phút bù giờ, cơ hội gần như cuối cùng dành cho Suarez, nhưng tiền đạo của Barca không kịp dứt điểm trước sự áp sát nhanh của thủ môn Galese. Thêm một lần nữa, tứ kết Copa America lại phải phân định bởi loạt luân lưu may rủi. Suarez là người đầu tiên thực hiện, anh vốn đã đen đủi cả 90 phút và rồi cũng chẳng có may mắn ở loạt đá luân lưu. Cú đá của Suarez bị Galese cản lại, đá loạt đầu hỏng. Suarez hiểu rằng khó khăn đang thực sự xảy ra với Uruguay. Guerrero, cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất của Peru, đá penalty rất gọn gàng và quyết đoán, Peru tạm vượt lên. Cavani không mắc sai lầm giống đồng đội với một pha đặt lòng chính xác. Nhưng quan trọng là Rui Diaz bên phía Peru tiếp tục thành công ở loạt đá thứ hai, lợi thế của Peru được giữ nguyên. Stuani, một cá nhân được kỳ vọng khác của Uruguay bước lên. Anh đá gần như giống hệt với Cavani và đó là một giải pháp chính xác. Cứ đá xong, các cầu thủ Uruguay lại nhìn về phía thủ thành Muslera của họ. Yotun đặt lòng cực kỳ tự tin vào góc cao, và dù Muslera đoán đúng hướng nhưng chỉ bay người trong vô vọng mà thôi. Bentancur tiếp tục níu kéo hy vọng cho Uruguay với thêm một lần đánh lừa thủ môn đối phương. Nhưng Apincula cứ khiến cho sự hy vọng đó trôi dần về tuyệt vọng với một cú đá chính xác khác. Ở loạt quyết định, người bước lên đá cuối cùng của Uruguay là Lucas Torreira. Không có một sai lầm nào từ cầu thủ đang chơi ở Arsenal. Nhưng mọi thứ phụ thuộc vào quả đá cuối cùng của Peru. Edison Flores rất căng thẳng, nhưng anh vẫn bình tĩnh đánh lừa Muslera và đưa Peru vào bán kết đầy ngoạn mục. Một chiến thắng quá cảm xúc của Peru, họ đã phải chịu đựng cả trận đấu và họ đã may mắn đến những khoảnh khắc cuối cùng. Còn với Uruguay, kết thúc này là một cú sốc với họ. Suarez, người duy nhất đá hỏng penalty, đã khóc rất nhiều. Đó là một hình ảnh có vẻ quen thuộc của các ngôi sao được kỳ vọng sau một loạt luân lưu may rủi. Lúc này, có lẽ anh đã hiểu cảm giác của Messi. Uruguay có quyền oán trách VAR, dù thực ra họ không phải là nạn nhân đầu tiên của công nghệ này. Những nạn nhân khác của công nghệ VAR là Chile và Brazil. Trong trận gặp Venezuela, đội tuyển Brazil đã 3 lần đưa bóng vào lưới nhưng đều không được công nhận vì VAR, và Chile cũng vậy với 2 lần đưa bóng vào lưới của Colombia ở trận tứ kết. Có vẻ như ở Copa America lần này, VAR dường như không đứng về phía những đội bóng lớn. Cụ thể nhất là ở trận đấu Peru gặp Uruguay, 2 lần liên tiếp các cầu thủ Uruguay bị khước từ bàn thắng khi các trọng tài phát hiện ra cầu thủ Uruguay đã rơi vào thế việt vị khi đưa bóng vào lưới của Peru. Ở pha bóng thứ nhất, De Aracazesta đã đưa bóng vào lưới một cách dễ dàng, nhưng Nandez, cầu thủ kiến tạo, rơi vào thế việt vị. Sang hiệp 2, mọi thứ còn tồi tệ hơn cho các thủ Uruguay khi họ không chỉ bị từ chối một mà đến 2 lần. Đầu tiên là ở tình huống Cavani nhận đường truyền của đồng đội và băng xuống một cách hợp lý. Tiền đạo Uruguay thậm chí còn trượt cỏ ăn mừng một cách phấn khích sau khi đưa bóng vào lưới, để rồi nhận ra mình đã bị VAR từ chối bàn thắng. Rõ ràng anh vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Nhưng các trọng tài không sai trong nhận định của mình khi Cavani thực sự đã đứng dưới hậu vệ Peru nửa bước chân. Tưởng như VAR đã buông tha cho các cầu thủ Uruguay, nhưng không. Ở tình huống Suarez đệm bóng vào lưới Peru, một lần nữa công nghệ VAR lại trở thành vị cứu tinh cho đội bóng vùng Andes. 3 lần liên tiếp bị từ chối bàn thắng, rõ ràng các cầu thủ Uruguay đã bị mất tinh thần rất nặng, cộng thêm ức chế tâm lý từ việc trận đấu cứ liên tục bị cắt vụn đi bởi những quyết định của công nghệ VAR. Và điều gì đến thì cũng phải đến. Uruguay đã để thua Peru trên chấm phạt đền sau khi không thể đưa bóng vào lưới họ trong suốt 90 phút chính thức. Tuy để thua ở trận đấu này, nhưng các cầu thủ Uruguay vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải khi đã để lại những hình ảnh ấn tượng ở giải đấu năm nay bằng một hàng phòng thủ chắc chắn cùng một hàng tiền đạo với lối chơi đẹp mắt và đầy sức sống. Suarez tuy có một mùa giải không thành công trong màu áo của Barca, nhưng anh vẫn không để điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của mình khi về khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh vẫn thể hiện những gì tốt nhất ở trên sân, vẫn ghi bàn và vẫn thể hiện rõ vai trò của một người dẫn đường trong thành công của đội tuyển quốc gia Uruguay.
Một cầu thủ khác cũng xứng đáng được ngợi khen, đó là Diogo Godin. Dù đã 33 tuổi nhưng anh vẫn xông xáo trong mọi trận đấu, vẫn cố gắng hết sức trong mọi đường bóng, lên xuống và điều phối hàng thủ. Xin chia buồn với Colombia, Uruguay, những đội bóng đã chơi đẹp ở giải đấu và phải dừng lại. Và Peru cùng Chile hứa hẹn sẽ tạo ra một trận bán kết đầy khó đoán.